Khoảng 12 giờ trưa, ngày 5 tháng 5, Công an huyện Đắc My nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện cụ bà Lê Thị Hắc, 88 tuổi, trú tại thôn Xuân Bình, xã Đắc Sắc, tử vong tại nhà với các vết thương ở vùng đầu. Sau 2 giờ điều tra, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được Nguyễn Xuân Thành, 17 tuổi, là hàng xóm của bà Hắc, có liên quan đến vụ việc và đưa về Công an huyện Đắc My để điều tra. Tại cơ quan công an, bước đầu Thành khai nhận do có mâu thuẫn với bà Hắc nên sáng ngày 5 tháng 5 đã qua nhà dùng tiếp sắt đánh bà tử vong. Sau khi gây án, Thành bế bà Hắc lên giường đắp chăn, lấy gối che mặt bà rồi bỏ về nhà. Đến khoảng hơn 11 giờ, cháu của bà Hắc đi học về phát hiện sự việc và tri hô. Thành cùng nhiều người dân trong xóm đã chạy đến nhà bà Hắc theo dõi sự việc.